Xin mời anh vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là Triệu Phú. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Khi làm việc, các đầu bếp chuyên nghiệp trên thế giới thường đội chiếc mũ có màu gì? Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Mật cá có vị gì? Đắng, cay, mặn hay là ngọt? À, hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi, có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Câu hỏi đầu tiên. Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ rung cây dọa ba chấm chó? Đó là phương án B. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi, có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Câu hỏi đầu tiên. Phần cứng như sừng ở đầu ngón tay người có thể mọc dài ra được gọi là gì? Hoa tay. D. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 2. Đâu là loài chim đặc trưng ở Nam Cực? Chim bồ câu, chim cánh. B. Hoàn toàn đúng. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Đâu là tên tiếng Việt của đơn vị đo khoảng cách? Độ. B. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 4. Đâu là loài động vật có vú? Cá trôi, cá chép, cá quả hay là cá heo? Đáp án D. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Quốc gia nào sau đây không nằm ở châu Á? Iran, Iraq, Indonesia hay là Iceland? Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. 23 tháng 3 năm 2021, tàu Even Given đã bị mắc cạn khi đi qua quốc gia nào? Argentina, Panama, Ai Cập hay là Thụy Điển? Hỏi, xin mời. Phương án C, hoàn toàn chính xác. Vâng, lần đầu tiên nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi một lý do mà chắc là nhiều người cũng không ngờ đến. Vâng. Vì không ai nghĩ là có một ngày kênh đào Suez lại bị tắc, và ước tính thiệt hại có khi đến hàng tỷ đô la, nhiều tỷ đô la. Vâng.
Xin mời câu hỏi số 7. Ở nước ta, pháp luật hiện hành quy định trẻ em là người dưới bao nhiêu tuổi? 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi hay là 20 tuổi? Lựa chọn phương án C. Và đáp án đúng của câu này. À. Đó là luật trẻ năm 2016 đã quy định là những người dưới 16 tuổi gọi là trẻ em. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Câu hỏi đầu tiên. Đâu là tên một giống mèo? Bầu, Bí, Mướp hay là Đỗ? C. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ mất 3 chấm mới lo làm chuồng? Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Món bít tết thường được làm từ nguyên liệu gì? Thịt cua. Đáp án D. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Trò chơi dân gian bịt mắt bắt 3 chấm gì? Châu, dê. B. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Môn thể thao nào có 4 giải đấu Grand Slam trong năm? Bóng đá, quần vợt, bóng rổ hay là quyền anh? B. Hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Bức tường Việt Nam là một khối thạch nhũ khổng lồ nằm trong hang động nào? Hang Rơi, hang Sơn Đòn. B. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 7. Búp bê Nga là biệt danh của tay vợt nữ nào? Simona Halep, Caroline Wozniacki, Serena Williams. Phương án D. Riêng với câu này thì câu trả lời bản đề hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 8. Đền Artemis, một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại, nằm ở đâu? Câu B. Riêng với câu này thì câu trả lời B. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Bến Nghiêng, điểm mở đầu đường Hồ Chí Minh trên biển, hiện ở tỉnh thành nào? Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình hay là Thanh Hóa? Xin mời bạn. Hỏi. Xin mời. Phương án B.
Và đây là một đáp án B. Hoàn toàn đúng. Bến Nghiêng là một chứng tích lịch sử hào hùng của dân tộc, thuộc địa bàn phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Tháng 4 năm 1963, lực lượng công binh đã xây dựng cầu tàu không số K-15, cột mốc số 0, điểm đầu của đường Hồ Chí Minh trên biển. Xin mời câu hỏi số 10. Những ca từ người Vân Kiều tấm lòng trong trắng như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng nằm trong bài hát nào? Sông Đắk Rông mùa xuân về, tiếng đàn ta lư, rừng xanh vang tiếng ta lư, hay là bước chân trên dải Trường Sơn? Gọi điện. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Tôi xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án C. Lựa chọn phương án C. Riêng với câu này thì câu trả lời, xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. Văn hóa ẩm thực đường phố của nước nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 16 tháng 12 năm 2020? Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan hay là Singapore? Đáp án D là đáp án cuối cùng. Và đây là một đáp án. Đáp án D. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 12. Tại tỉnh Guantanamo, Cuba, có một sân bóng chày khánh thành năm 1965 được đặt theo tên của anh hùng Việt Nam nào? Trần Văn Ơn, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu hay là Nguyễn Văn Trộm? Phương án D. Riêng với câu này thì câu trả lời D. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 13. Sách đỏ Việt Nam được công bố lần đầu tiên vào năm bao nhiêu? 1986, 1992, 1996 hay là 2000? Đáp án của bạn là B. Và đây là một đáp án B. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 14. Làng Đặng, trong câu hội chèo làng Đặng y ngang ngõ thơ Nguyễn Bình, nay nằm ở đâu? Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh hay là Hải Dương? Hỏi. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là B. Em xin trợ giúp cho người chơi trả lời câu hỏi đó là phương án B ạ. Em xin trợ giúp cho người chơi trả lời câu hỏi đó là phương án B ạ. Phương án B. Và đây là một đáp án B. Hoàn toàn đúng. Hội chèo làng Đặng ở đây là gánh chèo Đặng Xá ở làng Đặng Xá, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, được coi là cái nôi của nghệ thuật hát chèo truyền thống đất Nam Định, tức là mỗi một vùng thì sẽ có một cái nôi ở đâu đấy. Được. Và trong trường hợp này thì làng Đặng chính là làng Đặng Xá.
Xin mời câu hỏi số 15. Quốc gia nào kiếm tiền bằng cách cho thuê cả đất nước? San Marino, Liechtenstein, Lesotho hay là Dominica? 50. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi hai phương án sai. Một, bạn chơi với tôi đến cùng trong câu hỏi này. Hai, bạn xin dừng cuộc chơi ở đây. Đáp án D là đáp án cuối cùng. Và đây là một đáp án. Đó là phương án B. Đây là quốc gia nói tiếng Đức nhỏ nhất thế giới, nằm ở Trung Âu, giữa Thụy Sĩ và Áo. Từ tháng 4 năm 2011, chính phủ Liechtenstein đã đề ra phương án là cho thuê đất nước với giá là 70.000 euro một đêm. Trong thời gian hợp đồng thuê có hiệu lực, 110 viên cảnh sát của Liechtenstein sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh của người thuê. Vâng. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chương trình Ai là triệu phú?